Quý vị và các bạn đang đến với các tin tức Biển Đông mới nhất ngày 12 tháng 5 của VTC Now. Thưa quý vị, lực lượng tuần tra thuộc nhóm chuyên trách Biển Đông của Philippines ngày 12 tháng 5 cho hay, tính tới ngày 9 tháng 5, tổng cộng 287 tàu Trung Quốc đang hiện diện gần quần đảo Trường Sa, trong đó các cụm tàu lớn hơn xuất hiện tại các quần đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở khu vực này. Philippines cho hay, các tàu dân quân biển của Trung Quốc phân tán tại các thực thể ở Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng số lượng đã tăng lên đáng kể so với khoảng 200 tàu cách đây 2 tháng. Ngoài ra, hai tàu tên lửa lớp Type 022 Trung Quốc cũng xuất hiện bên trong đảo nhân tạo bồi đắp trái phép tại đá Vành Khăn. Tại bãi Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, lực lượng tuần tra Philippines bên cũng tuyên bố chủ quyền với thực thể này, phát hiện 34 tàu Trung Quốc đang hiện diện. Nhóm chuyên trách quốc gia về Biển Đông Philippines cho rằng bãi Ba Đầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 11 tháng 5 nói rằng bãi Ba Đầu là thực thể rất xa xôi, nằm ngoài EEZ Philippines và chưa bao giờ thuộc sở hữu của nước này. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 12 tháng 5 nói rằng nước này đang xem xét việc tiếp tục lên tiếng phản đối Trung Quốc tăng số tàu đến Biển Đông. Việc phản đối là cần thiết bởi bạn không bao giờ được để bất kỳ sự cố nào trôi qua mà không lên tiếng, ông Locsin nói. Đồng thời khẳng định Philippines sẽ không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền biển dù tìm cách hợp tác với Trung Quốc về thăm dò dầu khí và vaccine COVID-19. Hơn 200 tàu Trung Quốc từ ngày 7 tháng 3 neo đậu tại bãi Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Manila cáo buộc các tàu này do dân quân biển Trung Quốc điều khiển, song Bắc Kinh phủ nhận và nói rằng đây chỉ là tàu cá đang neo đậu tránh thời tiết xấu. Philippines tháng trước nhiều lần gửi công hàm phản đối Trung Quốc, cho rằng các tàu dân quân biển Trung Quốc có hành vi đe dọa an toàn hàng hải và tính mạng ngư dân của họ. Tổng thống Philippines sau đó tuyên bố sẽ điều tàu hải quân tuần tra Biển Đông. Sau khi nhiều nước lên tiếng bày tỏ lo ngại tình hình căng thẳng mới ở khu vực và phản đối động thái mang tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc, phần lớn đội tàu này đã rời khỏi bãi Ba Đầu, tỏa ra các thực thể khác ở quần đảo Trường Sa, nhưng vẫn duy trì vài tàu neo đậu tại đây. Theo truyền thông Đài Loan, thì tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ tấn công Hải Nam của Trung Quốc hôm 28 tháng 4 đã rời cảng ở căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam để tiến vào Biển Đông. Như vậy, chỉ trong tháng 4, Trung Quốc đã hai lần điều động tàu sân bay tiến vào Biển Đông. Theo truyền thông Đài Loan, tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ tấn công Hải Nam của Trung Quốc hôm 28 tháng 4 đã rời cảng ở căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam để tiến vào Biển Đông. Như vậy, chỉ trong tháng 4, Trung Quốc đã hai lần điều động tàu sân bay tiến vào Biển Đông. Hồi đầu tháng 4, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh gồm tàu Liêu Ninh cùng hai tàu khu trục Thành Đô và Thái Nguyên cùng loại 052D, tàu khu trục Nam Sương loại 055, tàu hộ tống Hoàng Cương loại 054A và tàu hỗ trợ Hồ Luân Hồ loại 901 đã di chuyển từ biển Hoa Đông đi qua eo biển giữa đảo chính của quần đảo Okinawa với đảo Miyakojima rồi tập trận ở vùng biển gần Đài Loan và tiến vào Biển Đông. Đến ngày 28 tháng 4, tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã quay trở lại eo biển Miyako. Trong khi đó, theo truyền thông Đài Loan, tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ tấn công Hải Nam ngày 28 tháng 4 đã rời căn cứ Hải quân Tam Á ở đảo Hải Nam để tiến vào Biển Đông. Nhưng chưa rõ nhóm chiến hạm này còn có thêm tàu chiến nào khác hay không và nhóm chiến hạm sẽ tiến hành các hoạt động gì. Sơn Đông là tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc dựa trên tàu Liêu Ninh được bàn giao cho Hải quân nước này vào cuối năm 2019. Theo một đoạn video do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát đi hồi đầu tháng 4, tàu sân bay Sơn Đông sắp bước vào giai đoạn bắt đầu tham gia các cuộc tập trận và huấn luyện để đạt năng lực hoạt động ban đầu. Từ khi được bàn giao đến nay, tàu Sơn Đông đã có 9 lần ra biển và chủ yếu hoạt động gần các căn cứ Đại Liên, Tam Á. Trong khi đó, tàu đổ bộ tấn công Hải Nam loại 075 vừa được đưa vào biên chế trong buổi lễ 23 tháng 4 vừa qua. Đợt bàn giao này còn có tàu khu trục Đại Liên 055, tàu ngầm hạt nhân Trường Chinh 18 loại 094. Đến nay, Trung Quốc đã hạ thủy 3 tàu đổ bộ loại 075 có độ choán nước 40.000 tấn, dài khoảng 237 mét và có thể mang theo 30 trực thăng chiến đấu đa nhiệm Z8 hoặc Z9. Tàu loại 078 được cho là có khả năng tổ chức đổ bộ tấn công toàn diện. Xa hơn, Bắc Kinh đang kỳ vọng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 tàng hình J-31, phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng để trang bị cho tàu loại 075. Để chiến hạm này trở thành tàu sân bay tương tự Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-35 cho tàu đổ bộ lớp America, lớp Watch. Khi đó, năng lực tổ chức tác chiến của tàu loại 075 sẽ tăng lên mức độ mới giúp Trung Quốc tăng cường khả năng đổ bộ tấn công.
Cũng trong ngày 28 tháng 4, thì Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố Trung Quốc không có quyền nói Manila nên và không nên làm gì trên Biển Đông. Bắc Kinh trước đó đã thể hiện sự không hài lòng khi tuần duyên Philippines tiến hành diễn tập. Philippines trước đó cũng tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện để chống lại sự xuất hiện mang tính đe dọa của các tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu và các thực thể khác thuộc quần đảo Trường Sa. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói thẳng trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 4 rằng Trung Quốc không có thẩm quyền hoặc cơ sở pháp lý để ngăn cản chúng tôi tiến hành các cuộc diễn tập trên Biển Đông. Theo ông Lorenzana, các yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông là không có cơ sở và Philippines có quyền tiến hành diễn tập trong các vùng biển Manila cho là của mình. Chính Trung Quốc mới là những người đang lấn chiếm. Họ nên chấm dứt việc đó và rời đi. Hôm 24 tháng 4, một số tàu tuần duyên và bảo vệ ngư nghiệp Philippines đã tiến hành diễn tập gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị Manila chiếm đóng. Tàu tuần duyên của Philippines cũng di chuyển quanh bãi Scarborough, một thực thể Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng đang bị Trung Quốc kiểm soát trên thực tế. Philippines trước đó tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện để chống lại sự xuất hiện mang tính đe dọa của các tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu và các thực thể khác thuộc quần đảo Trường Sa. Phản ứng trước các động thái của Manila, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26 tháng 4 đã lên tiếng kêu gọi Philippines dừng các hành động làm phức tạp thêm tình hình và leo thang tranh chấp. Đáp trả lại, trong tuyên bố ngày 28 tháng 4, Bộ Quốc phòng Philippines nói thẳng Bắc Kinh không có quyền nói Manila nên và không nên làm gì. Hãng tin Reuters nhận định Philippines đang sử dụng một giọng điệu cứng rắn trước sự hiện diện liên tục của hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc. Trong một tuyên bố được phát cuối ngày 28 tháng 4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật ngày 12 tháng 5 của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.